Kính thưa quý vị, trong chuyên mục Mỗi ngày một con số ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc đến con số 130.000. Đây là số lao động mà thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng trong 6 tháng cuối năm nay 2013 theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh FAMI. Theo FAMI, trong 6 tháng còn lại của năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 130.000 lao động. Tính đến hết tháng 7 thì thành phố cũng đã giải quyết được thêm 30.000 chỗ làm việc. Dự kiến 5 tháng còn lại sẽ cần khoảng 100.000 lao động để đạt được chỉ tiêu giải quyết việc làm thành phố năm nay đề ra là 260.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng sẽ tập trung ở một số ngành như marketing, bán hàng, phục vụ, công nghệ thực phẩm, dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn, kho bãi, vận tải, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, cơ khí điện tử, v.v. Trong tổng số nhu cầu thì các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố có nhu cầu tuyển dụng 10.000 chỗ làm việc, tập trung ở các nhóm ngành như là dệt may, da giày, cơ khí, công nghệ thực phẩm, nhựa, bao bì và điện tử, v.v. Đưa ra con số dự báo trên thì Trung tâm Dự báo Nguồn Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động Thành phố Hồ Chí Minh FAMI cũng đánh giá thị trường lao động 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với 6 tháng đầu năm, thưa quý vị. Tình hình thị trường lao động từ đến cuối năm thì ở mức độ cũng không phải là hoàn toàn là sẽ có những thuận lợi nhiều, nhưng những tín hiệu để phát triển phù hợp với phát triển kinh tế xã hội nó sẽ diễn ra. Các cái doanh nghiệp đã bắt đầu phát triển, tình hình về khó khăn cũng giảm bớt đi. Các chính sách của thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu, rồi trợ vốn, rồi giải quyết về vấn đề hàng tồn kho cũng bắt đầu có hiệu quả. Cho nên cái việc làm trong những tháng gần đây là bắt đầu theo xu hướng phát triển nhanh. Và các cái nhóm ngành của thành phố vẫn đang phát triển trong chính nhóm ngành kinh tế chủ lực. Ví dụ các nhóm ngành về marketing, rồi các nhóm ngành về du lịch khách sạn, các nhóm ngành về dịch vụ phục vụ thì cũng phát triển. Bên cạnh đó những ngành kỹ thuật, ví dụ như công nghệ thông tin, điện tử. Tuy nhiên, đại diện FAMI cũng cho biết việc tuyển dụng của doanh nghiệp sẽ không ồ ạt như các năm trước đây. Doanh nghiệp sẽ chú trọng nhiều vào nhân lực chất lượng cao, nhân lực thành thạo về kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng, đặc biệt là ở cấp độ quản lý. Do đó thì cơ hội với các sinh viên mới ra trường thiếu kỹ năng sẽ bị hạn chế. Các doanh nghiệp cũng đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc lại nhân lực, cho nên họ cũng tính toán rất kỹ. Các doanh nghiệp mới lập cũng tính toán kỹ về số lượng, họ chú trọng tuyển. Vì vậy cho nên những em mà tốt nghiệp cao đẳng đại học ở một số cái lĩnh vực mà về kinh tế thì có hơi thừa hơn so với nhu cầu. Và các em cũng phải chọn những ngành trái nghề, những việc làm thu nhập thấp hơn. Tuy nhiên tôi cho rằng cái điều đó cũng phù hợp để các em có điều kiện, có việc làm, để các em trải nghiệm thực tế. Với tình hình tuyển dụng ngày càng chú trọng nhiều đến chất lượng lao động như hiện nay của doanh nghiệp, thì các chuyên gia cho rằng muốn có được việc làm tốt thì người lao động phải không ngừng trau dồi kỹ năng cũng như kiến thức chuyên môn.